Chào các bác nhá, lâu lắm rồi mới được phát sẻ già ngon như thế này đây. Đếm cho bác xem này. 1, 2, này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 con cơ ạ. 15 con sẻ già. Ngon phết các bác ạ. Lâu lắm rồi mới được phát đấy. Các bác nhìn này. Toàn bộ sẻ già hết này. Sướng thật, lâu được phát sướng ghê các bác ạ. Rồi, chào các bác nhá. Em gỡ chim đây. 12 tháng 12 đây các bạn. Cứ đánh được hôm lại bận quá lại phải nghỉ. Hôm nay hàn tép cho khách mãi đến gần 1 giờ mới xong. Thì tranh thủ đi chạy đi đánh kèo sẻ cho đỡ vật các bạn. Sẻ già nhá. 12 tháng 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 4 6 8 11 con các bạn. Tưởng nhìn thấy ngon ngon tưởng nhiều hóa ra được 11 con. Đây sẻ già đét các bạn. Đinh có kẹ luôn. Đánh quanh phố đây các bạn. Chào các bác nha. Chào các bác nha. Bây giờ sẻ già cho bác xem. Hai con rồi. Xuống nốt 3 con. Hôm nay 12 tháng 12 các bạn. Bận nhiều việc quá. Đàn sẻ này tương đối rất sung các bạn. Lâu ngày không ai đánh sao. Ngon phết đấy. Sung 3 con rồi. Còn 5-6 con nữa không thấy xuống. Xuống nốt ạ. Xuống nốt 4 con. Xuống nốt ạ. Năm con. Đàn sẻ già như thế này là sung lắm rồi các bạn. Lâu ngày không đánh mà. Nói chung các bác thợ bây giờ cũng nghỉ nhiều rồi. Em thì lúc nào rỗi mới đi đánh được thôi các bạn. Công việc nó bận suốt. 6 con. Đổi tiếng xem xuống. Còn 4 5 con nữa các bạn. Chắc là nó không xuống rồi. Sẻ già nó đã xuống một nhịp rồi mà nó không xuống nữa đâu các bạn. Khó lắm, có đổi tiếng rời nó cũng không xuống đâu. Nó khôn rồi mà. Đấy. Đổi tiếng đấy nó có xuống đâu các bạn. Thôi kết thúc đi làm kèo khác các bạn ạ. Đánh sẻ già không thì lì như sẻ non được. Già đánh xuống một chập cát không xuống nữa là không xuống nữa các bạn. Đấy các bạn thấy chưa? Bay hết rồi. Thôi chào các bác nha. Hẹn các bác video lần sau. Bác nào cần kèo xào loa cứ liên hệ em nhé. Chào các bạn. Kèo thơm lại đến cho các bạn xem nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 con các bạn ạ. Hôm nay đi đánh chiều đây. Xem tình hình nào. Đánh từ trưa, trưa đánh lúc về nghỉ các bạn. 1 giờ đi đánh. Đánh lúc về không? Nghỉ ngơi tí. Xong rồi chiều lại đi đánh nghịch tí các bạn. Cho nó vui. Chào các bạn nhé.